mọi người, và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người ngôi nhà trên mặt biển nha, phong cảnh biển nha, cộng trời nha. Ok, và để đỡ nhiều thời gian mọi người, mình sẽ hướng dẫn mọi người tôi luôn bức tranh nha. Mình sẽ đánh góc trước nhé. Xin lắm mạng nhé. Ok nha mọi người. Ok nha. Mình sẽ để lại một chút cho mọi người tôi nhé. Lên nhé mọi người. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Ok. Ok nha. Và mình sẽ hoàn thành bức tranh này nhé, có thể mọi người xem nhá. Ok.
Ok. Ok. Rồi tôi rồi. Ai đánh 10 với 10 không? No way. Bất kỳ bàn năm. Không loại đường giữa như thế nào? Anh đánh mỗi đường giữa là tất cả Thì đây là bức tranh của mình. Sau khi mình đã vẽ xong ha. thì Nó không có lính hai bên. mình cảm ơn bạn đã xem video của mình Không nha. đấu Hẹn trưởng gặp chi lại cốc. video tiếp theo. Bye bye, mình gặp lại I em một see. lần. Thôi mình vẽ cho quay cho mình không? Anh cái. 42. Em sẽ biết đâu là phải 50 cái rồi mà. Phải lòng. Đừng có hai lô. Lời nói Mẹ ơi, tao quay thôi. 4 hôm 50 cái rồi. Thôi thì 4 hôm. Hơn 200 rồi cả, nhiều ấy. Mà đấy cũng không ít đâu. Phải hơn 100 rồi đấy. Hết thì chịu. Hết thì khó đâu cho đủ. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Ok và bao giờ nó mới gửi tới. Hình như cái ngày này là ngày khách hàng đúng không anh? Bây giờ mình đánh thúc và tất cả mình nhớ xem một like xem nhé. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ đến cho tất cả mọi người tô màu một bức tranh cực kỳ là quen thuộc nha mọi người. Và đó là một nữ nhân đang tập tạ nha. Và để đó bây giờ ra mọi người sẽ giúp mọi tôi luôn nhé. Đến đâu về vậy anh? Thấy chưa, thấy chưa? Anh Đức ơi. Em tôi nói bức tranh này nó bé. Ok nha. Hãy cứ bế còi. Ở xong anh có đi tiếp không anh ta? Em tưởng anh đi Khó tiếp. thật. Anh đi đã vội về luôn rồi. Còn đi gì nữa. Anh nghe tin đồng lại phát là anh về luôn ạ. Sao? Không kịp gửi vô chào. Nhưng mà sao về nhanh như vậy? Hẹn mình.
Ok nha mọi người. Sao đây? Đã vậy rồi em bơm lên em đi cho anh làm. Lầm. Ok mọi người. Mọi người tôi đi ạ. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người, mình xong rồi mình sẽ hết thể nó một chút nhất. Ok nha mọi người. Ok mọi người. Ok nha mọi người. Người tôi đi ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Mọi like xin ký kênh của mình nhé. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu trước. Một bức tranh cực kỳ là nhìn phát mọi người biết ngay là cái gì. Cái ống nước bị dỉ nha và nước đang tràn xuống. Và để đỡ bất ngờ thế ra mọi người, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu bức tranh này nha. Được rồi, tô thôi. Sử dụng màu xanh nước biển nhé. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tàn. Nước tô đi. Hay nước tô màu luôn đi. Chào mừng vui. Bớt nghiện game. Nước tô màu luôn đi. Đỡ nghiện game. Hello, xin chào tất cả bạn nhà Đức Master Chef. Đức Vương Việt. Đức tô màu. Cái gì Đức đầu bếp người Đức à? Vua đầu bếp. À đâu? Bậc thầy đầu bếp người Đức. À, bậc thầy đầu bếp người Đức. Đức quân nha. Ok ra. Nhớ. Chờ mình sẽ không tin cái này. Địa điểm Hà Nội. Ok nha. Đại học Quốc gia VNU. Nhà trường của mình. Không. Sao? Không, không, này chắc là của Đại học Lương Thế Vinh rồi. Sao? Đại Lương Thế Vinh. Lương Thế Vinh cũng có một đấy của Đại học Quốc gia mà. Không có. Đúng không? Không có. Ở Lương Thế Vinh ấy cũng. Nhưng mà tên 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 give me a name. Đại học quốc gia chỉ có mấy cơ sở thôi. Ờ, thế ở ký túc xá. Không có Lương Thế Vinh đâu. Lương Thế Vinh là ký túc xá, cũng là trường học luôn mà. Tên là trường nào vậy? Trường cũng Đại học quốc gia luôn á. Nhưng mà cái gì Đại học quốc gia? Quên rồi. Nó chỉ có một một cái là bên Cầu Giấy. Đúng không? Ừ, một cái Cầu Giấy. Là Hồ Tùng Mậu. Ở đây một, này. Một cái ở một cái ở Lương Thế Vinh mà. Nè. Con này học ở Lương Thế Vinh, nó học tại ký túc xá luôn mà. Ủa, ở đối diện bên kia là có một trường của Đại học Quốc gia nha, là trường khoa học tự nhiên này. Trường thứ hai là trường kinh tế là ở ngay Lương Thế Vinh thôi, đi vào một tỉnh rồi. Có mà. Đại học Giáo dục. Ờ đúng rồi, Đại học Giáo dục. Cũng được Đại học Quốc gia mà. Ủa, còn Đại học Giáo dục là ở trong khuôn viên trường em, là ngay cạnh trường. Đấy là Học viện Giáo dục. Dạ. Nhưng mà bây giờ nó đổi sang đại học rồi. Nó học viện giáo dục. Ở ký túc xá ngay ký túc xá nó là Lương Thế Vinh này luôn đấy. Lương Thế Vinh là bạn nào? Đi vào tí thấy trường rồi. Nào nhắc mà Lương Thế Vinh là cái đoạn này. Ủa vậy? Lương Thế Vinh là đoạn ngay ở chỗ lên cầu, à sang bên kia cầu hay là có bên ngõ bên phải luôn đấy. Bên cầu. Ở chỗ Big C, anh biết cái cầu ở chỗ Big C không? Cái cầu của Bắc Ngang từ Big C sang Vinh Con mà. Có. Đi qua cái cầu đấy là ra Lương Thế Vinh. Dạ. Có. Tính ra là đi ngay cái cầu hầm chui Thanh Xuân đi lên đã có cái đường rẽ phải là Lương Thế Vinh luôn mà. Ờ chuẩn đó. Nhưng mà nó không biết. Bên kia đường luôn đấy. Nó kiểu vậy nó không biết đấy. Đấy. Tôi toàn đi qua đường đấy đi làm mà. Thế là con này chắc ở trường đấy rồi. Ông có quen. Chích và. Cứ khi mà cũng thôi được mình chịu rồi. Vừa tìm ở đây rồi. Ok nha mọi người. Con này xem nào. Nó chơi cái... Ủa? Con này chơi cái xin à? Ngoan. Có hình tả đây. Ủa con này chơi vương giả bên rượu ạ. Đúng rồi nhỉ? Cái này là vương giả hay là lên... Liên minh đúng không? Bài nước nhìn là biết ngay. Giao nè, ở đâu mà nhầm.
Này là Liên Minh đúng không anh? Các bạn thấy cái nhìn trang phục, à nhầm, lên đồ này các bạn. Đây, cái này cái tốc biến mà. Ok nha mọi người. Tốc biến của Liên Minh là màu vàng mà. Ở đây. Con người đúng không? Hình chạy đúng không? Đâu. Hình cái bóng đen chạy đúng không? Không, đây là vương giả. Vương giả. À, ai biết? Không biết nè. Liên Minh là điều chung. Bây giờ bản bên ngoài. À, bọn này đến cái đồ u à. Mình sẽ bắt đầu luôn nha mọi người. Vì sao nó biết chơi nhé, có thể là có cả một đội của Đại học Quốc gia sao? Thế cũng chả lo. Chỉ có 3 em, bây giờ 6, 2, 3, 4 em 3 thì 3. Vì sao là có Đại học Quốc gia này, Đại học xã hội này, thì kệ, không có tầm, bọn nào cũng được. Tiếp hết. Mình đang là nhà vô địch. Ở đây chắc là đào quốc gia ở đây nhiều mà chỉ có bên đại học công nghệ thôi thì chúng mới lập team đánh được mấy mà. Mấy cái bọn tự tạo tự lập đúng rồi tự lập đội đội lý người đội mới đầu thì ra chỉ có mỗi bên đại học công nghệ thôi mà tại vì cái đợt đầu tuần trường em nó cũng mở giải thế như bọn ở đây được nhất mà đấy. Gần đây như bọn ở đây nhất này thằng Hoàng đánh nhỉ. Thế là nó đánh ở bên trường, có nghĩa là trường em lấy có mỗi đại học công nghệ này, đại học ngoại ngữ, với cả là hết rồi, mỗi ba trường đánh với nhau, có các trường còn lại chẳng hay tham gia quay đánh được.